xe bị tuột xích rồi, phải gắn lại mới được. Chào Cún, bạn làm gì đó? Cún đang sửa xe. Mèo có mua bánh xèo nè, chỗ này chiên ngon lắm, tụi mình cùng ăn đi. Hi, món khoái khẩu của mình luôn, để mình đi rửa tay. Thôi, ăn luôn đi, ở giờ sống lâu nè. Ăn rau nhiều vô Cún, rau sống có nhiều vitamin tốt cho sức khỏe lắm. Nè, chưa chắc đâu nha. Ăn rau sống rồi có rửa sạch không? Sao mà Ngọc Lan thấy còn dính bùn đất tùm lum đây nè. Yêu ơi, sợ quá vậy. Không biết trong bụng em có không, chứ em ăn nhiều lắm. Nhưng bụng lúc nào cũng đói, hậu môn em cũng ngứa, và cảm giác có con gì đang bò đó. Em cũng bị triệu chứng giống như bạn mèo. Em còn bị đau bụng và tiêu chảy nữa đó. Trời ơi, cái tay của Cún dơ như vậy á, rồi cái bốc thức ăn bỏ vô miệng, thế nào rồi cũng bị đau bụng cho coi nè, thế nào cũng bị nhiễm ký sinh trùng cho coi nè. Tụi em phải thay đổi thói quen đi, ăn uống lành mạnh, vệ sinh vô, thay đổi cái môi trường sống của mình nữa thì mới tốt cho sức khỏe. Hai em biết lỗi rồi, hai em sẽ thay đổi thói quen và cách sống lành mạnh. Thôi bây giờ vậy đi, hai em đừng có hoang mang lo lắng nữa. Bây giờ sẽ cùng với chị Ngọc Lan đi qua nhà doctor khỏe để hỏi nha. Hai con bị ngứa ở vùng hậu môn là triệu chứng bị nhiễm giun kim. Giun kim có thể lây truyền qua đường ăn uống do dùng tay gãi hậu môn có trứng giun kim, sau đó cầm thức ăn, nước uống. Ui da, con cũng đau bụng nữa. Doctor khỏe giúp con. Thôi nào, hai em hãy bình tĩnh, có doctor khỏe rồi. Doctor khỏe sẽ giúp cho hai em. Cún và mèo yên tâm, có bá bệnh chống ký sinh trùng, tẩy dung sáng đây. Bá bệnh là chữa được nhiều bệnh đúng không doctor khỏe? Tuy mang tiếng là cây bá bệnh, nhưng chỉ trị được vài bệnh thôi. Cây bá bệnh còn có tên là cây mật nhân. Theo y học cổ truyền, bá bệnh có vị đắng, tính mát. Dân gian thường sử dụng rễ cây bá bệnh để chữa giun sáng. Xin mời Cún và mèo dùng nước sắc bá bệnh sẽ mau có hiệu quả. Chỉ dùng liều thấp 4-6 gram thuốc để không bị bất ngủ. Cây bá bệnh ơi, như vậy thì trong cơ thể của em có chứa thành phần nào để chống lại ký sinh trùng vậy? Trong em có khoáng sinoid và logilecton, 11 ehydrolenianon và 14-15 betihydroxyglenianon, có tác dụng chống ký sinh trùng, ngăn chặn sáng lá máu di chuyển và sáng máng đẻ trứng. Hợp chất tryptophan, các alkaloid, flavonoid, B, sitosterol, kháng viêm, diệt khuẩn, diệt ký sinh trùng xâm nhập cơ thể, tăng cường sức đề kháng. Lưu ý, không dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú, chị em dưới 10 tuổi, người dị ứng với các thành phần hóa học của dược liệu. Cún và mèo phải ghi nhớ để thực hiện nha. Dạ, em và mèo ghi nhớ rồi, bụng em cũng đỡ đau. Cảm ơn doctor khỏe và bạn bá bệnh. Xin được cảm ơn doctor khỏe và cây bá bệnh. Bây giờ thì Ngọc Lan, doctor khỏe và các bạn nhỏ xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.